Hôm nay cô Phương xin gửi tặng các bé một câu chuyện rất dí dỏm và ngộ nghĩnh nhé. Đó chính là câu chuyện quả trứng. Ở trong một khu rừng nọ, có rất nhiều các con vật sống thân thiện và đoàn kết với nhau. Bỗng nhiên, ở trên đường đi, có một quả trứng ai đánh rơi mà không biết. Buổi sáng, chú gà trống đi kiếm ăn. Chú nhìn thấy một quả trứng bị đánh rơi trên bãi cỏ. Gà trống kêu lên: "Ô ô ô ô, quả gì to to, quả gì to to." Vừa lúc đó, lợn con cũng đi đến. Lợn con nhìn thấy quả trứng, xinh ơi là xinh. Lợn con thích thú đố gà trống: "Út à út ít, út à út ít, trứng gà hay trứng vịt?" Gà trống chịu luôn, không đoán được ra. Vừa lúc đó, quả trứng lúc lắc rồi vỡ đến toạch một cái. Thế là có một chú vịt con chui ra, lắc đi lắc lại như là muốn chào gà trống và lợn con. Vịt 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 vịt. Gà trống vui vẻ: "Ồ ồ ồ ồ, chào mừng vịt con, chào mừng vịt con." Lợn con cũng vui cuống quýt: "Út a út ịt, út a út ịt, chào mừng chú vịt." Vịt con lúc này đã thoải mái hơn, vui vẻ: "Em chào anh gà trống, em chào chị lợn hồng." Lợn con đưa ra ý kiến: "Chúng